nhà thổ chiến áp sát chú chốt bùng rừng khơn chân đào nây khlong phía kháng cát bà sát ông cổ vọt. Cũng càng nghiệp chế kết tế, chú chốt nây dụng ạc thàn áp bè rẹp bà sát nâng bò ràn phía. Công phong chú chốt bùng rừng khơn chân đào nây khlong phía kháng cát bà sát ông cổ vọt. Nông bòm nông chú ý lướt đồng lại xâm nông bò ràn ní, ai bà sát làng vinh. Bò ràn vị tú, lột sợi phân vị chia sạch ra ở đằng thá. Các chú chú ní, nông cố bòm nông, đám bấy bùng rừng khơn chân đá ở răng mòm làng vĩnh. Đói xa tay sạch thà nập hiệp cầm ra thầm mò phụ khơn chân đá ở nơi khlong thuyết hàng cây bà sát ngô vọt ní. Miên ca hai nhây chanh bị kỳ ní, xa xò trết, thầm mò khlát mang thầy chó. Nâng khlát tiết có bòm rông nâng thầy. Hai cơ rung ca nghỉ, nâng riêng chom rung thầm mò thằng nú. Ôi thầy chô tì tăng đám vĩnh, nông nấy bùng rừng khơn hai miên thiệp răng mòm, cùng vòng to thầm mực tiệt. Lúc xảy về chia sạch ra miền bà sát thịt thá. Các ta đã bằng đào là khuyên chân đào đi rôn ca khỏi khát. Cứ đòi xa dụ cá, nâng khó mà chết đại thua ái rô lúc ra chân nào xâm khốn cứ khuất rụt riêng. Cùng ca nghe bàn chạp đám cách ca đồng bốn cứ sắc xa tờ lơ xâm rộng lõng. Cho mình chỉ lấy xoay rụt thơm mô, ca bụng thơm mô, thả ta thơm mô trên bí bà rộp hộp nè. Bình tốt bịp cùng trên rụt riêng rụt hải. Tớp cớm ca nghĩa sắc xa tờ lời cử, thả ta cú chú chốl, rứt cú rỡ, cú bụng rắn đã bây vô tớ đắc lại đào bánh rư nhận nè. Cảo bình ní, cớm ca nghĩa bán thua ca tô trô đầm bồ cần đá, cũng ói rồi lũ thuyệt thêm tiếp thông.